Everybody, welcome to Hell Vacation. Nay cũng giữa tuần ha, cũng hôm rày cứ anime hơi nhiều ha. Hôm nay chắc là một ngày để cho anh em chúng ta cùng nhau đổi gió về một con game, nói sao ta, một con game cày cuốc trên pool ha. Nó đúng chất là chen full luôn các bạn. Tại vì con này nói ra là các bạn biết là game gì luôn. Nó là dòng MU MOH5. Nhưng mà bản này là bản cập nhật mới nhất. Và đặc biệt là các bạn có thể chen bot ra được rương random. Đó, random đó mở ra được vé nạp A-ship và skin. Đó, may mắn thì mở ra được những cái skin mà mới nhất. Đó, thần binh rồi thần khí rồi thần giáp rồi cánh rồi bét rồi thần ma rồi tà la tà le tùm lum tà la full luôn. Nói chung là bản này ngon. Thôi vài dòng nữa, vậy là các bạn biết là bản này bản nào rồi đúng không? Đến với thông tin server luôn. Đây mở hồi ức, khai mở S5 17 giờ ngày 25 tháng 10 2023 chơi game ngay tại mo.hồiức.net tặng VIP 10 khi tham gia update phần thưởng hoạt động. Đó, update tính năng mới lôi đài liên server, linh hồn sói liên server, thánh chiến 33 liên server. À không, cái này là server thôi. Skill đẹp, thời trang hấp dẫn, săn boss rơi hệ nạp. Đó, game cày cuốc BK cái kiểu con đà điểu lai xe. Nhận phần thưởng 10 ruông Kingdom cộng 5, 10 triệu kim cương và còn nhiều phần thưởng khác. Lưu ý mỗi năm nhóm game chia sẻ được 1 triệu kim cương cộng 5 rương Kingdom cộng 5. Event có thể làm hàng ngày. À, điểm danh fan cứng 10 triệu kim cương, 10 rương Kingdom. À, đua top lực chiến nè hả? À, top là 25 thần trang FR, 25 thời trang thần binh FR, 25 thời trang cánh FR, 100 triệu kim cương. Ồ, ui, cái này là ở đâu vậy? S3 hả? Wow, thật là vi diệu, thật là đẹp. Nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ phải đi nhập code thôi. Để đi lấy code cái đã. Rồi, code like xe thì đây, theo nhận trước luôn. Code like xe. Đó, kim cương, kim nguyên bảo gì tùm lum. Rồi code này là code tân hữu, code like xe mới ngon. Nên là anh em nhắn tin dạc min để lấy code ha. Và đặc biệt là heo không có code, không có giữ code, có cũng không có xe được. Vì cái này là anh em làm xuyên thì có thôi ha. Đấy, ok, inbox min mà lấy code nha. Rồi, đây là dàn code tân hữu. Có tân hữu thì mới đen, mới đá, kim cương với lại full set SSR, UR các kiểu. Đó, full set Pharaon các bạn à. Đấy, y bộ Pharaon luôn. Ok, 15 triệu kim cương và đặc biệt 30 rương Kingdom. Mở rương Kingdom luôn nè. Mở, từ từ, để cắn cái hệ hán. Đó, hệ hán cho chúng ta lên S VIP. Đó, cái này mà nghe đó, nghe ho. Có đây các bạn nha. Ờ, heo mở hết mấy cái skin này hả, để tránh chút nó bị lộn với lại cái skin ngoài kia. Nhưng mà trong lúc mở mấy cái skin đó ra thì đây, thấy có một mớ đồ mới các bạn ơi. Đó, ui, đồ mới nè, đồ mới nè. Ôi ôi, game mới cập nhật một mớ luôn. Tới đây là đồ cũ nè, để coi một cái đậu xanh đó. Wow nha, đâu có bấm ra đâu, không mà nó văng ra. Đâu rồi,
Đây, một cái mới nè, hai cái mới nè, ba cái mới nè, bốn cái mới nè, năm cái mới nè, sáu cái mới nè, bảy cái mới nè, tám, chín cái mới luôn các bạn ơi. Còn ở đây, ở đây thì như được có mấy cái à. Ở đây thì tới bộ nào ta, bộ mấy bộ này có rồi. Bộ này chưa nè, 1, 2, 3, 4, 5. Ôi, heo thấy ít hai bộ cuối nè. Wow, ngầu quá. Cảnh nè hả, đây. Cánh thì hình như là để lung tung beng quá nên heo cũng không biết có cái cánh nào mới không. Mấy cánh này cánh cũ rồi. Ôi, cánh này mới nè. Wow. Vậy là chắc được ba cái cánh mới hay gì á. Wow, cánh này đẹp. Đây. Rồi thần binh. Binh thì cây này mới nè. Cây này hình như cũng mới. Cây này như cũ. Cây này mới nè. Cây này hình như cũ. Cây này cũ luôn. Cũ luôn. Vậy chắc khoảng 2-3 cây mới à. Cây này không rõ. Đó. Ôi ôi, đồ đẹp không. Rồi, còn hỗ trợ nữa. Đây, hỗ trợ vô từ Nguyễn Quán đó luôn nè. Đó, được 5 con. Rồi ở đây nữa, được đây được 10 con. Ô là trời. Bét thì không có các bạn à. Game này méo cho bét. Ok. Đau lòng thật sự. Rồi, ôi, wow. Ôi, mới lượm được đồ gì vậy, đẹp vậy. À, có bét nhưng mà chúng ta phải qua hải 6 chúng ta mới có được bét các bạn à. Ok. Mới tới tầng 5 mà mấy ông ơi, qua tầng 6 mới có bét đậu xanh nữa. Nhưng mà cũng được 5 con bét nha, chứ đây tầng 6 rồi. Tí chỉ cho các bạn đi chen boss. Đâu rồi, đây con này đúng không, mở bét liền. Bét. Đó, được con gì đó. Rồi. Mở random mở lần 10 rương thôi. Mở 10 rương thôi, không mở nhiều. Ok, dễ nhìn các bạn à. Wow, được một con UTR. Ôi, con này cũng mới nè. Đó. Đây, có bé nạp đàng hoàng nha mấy ông. Trời ơi, tiếp. Mới không? Gì nữa đây? Ok, lại con hồi nãy nữa hả? Cánh đồ này nọ. Mở 10 cái còn lại nè. Wow, có con bét mới. Đó, thời trang đồ nhóc luôn các bạn ơi. Đậu tương đó. Thời trang nhiều nha. Cánh nè, đó, cánh mới nè hả? Ôi, ôi, đẹp. Nhưng mà cánh đâu? Không, cái cánh pha rong vẫn đẹp nhất. Ok. Ít ít UR hải tặc nữa hả. Rồi rub and roll đâu nữa hả. Ok man. Wow wow. Ôi, có cái bộ mới luôn hả. Ôi, Nguyễn Hóa bộ này là được nè. Ủa, nó còn cái bộ nào nữa mà nó chỉ vô đây vậy bộ. Ôi, không biết. Ôi, đẹp. Vậy thôi lấy cái cánh kia đi. Cái cánh cánh này theo ta. Cánh này đi. Cái này hả? Ôi hợp luôn. Nó chỉ thiếu cái là thần binh không thấy nằm ở đâu thôi các bạn à. Này. Thần binh mở hình như không ra được cây nào luôn á. Khi mà mở ra được hỗ trợ hình như mình được mấy con luôn á. Đây một con nè ha. Hai con nè. Con này nữa nè. Trời ơi. Chúng ta để con này chúng ta đánh Nguyễn Hóa ở đây như được một con nè, hai con nè. Đó, ôi ôi ôi, có con ma dương mới luôn hả. Wow, đồ mới luôn, đồ mới luôn. Ma dương thì ở đây nó có ôi ô, hai con mới. Có chắc cũng có thể là mở ra được đấy. Em con này heo đi. Bét hả? Ôi, Golem kìa. Đó, cũng có nhiều đồ mới lắm nha. Đó, nhưng mà khó mở ra lắm. Giờ chúng ta muốn có thêm thì các bạn đi đánh boss nha các bạn. Đánh boss thì nó nằm ở trong này nè. Boss toàn dân á.
Boss 1 không có nhiều đâu, nhiều khi không có luôn á. Boss 2 kìa, quả may nó mới có cho các bạn ha. Trời ơi. Ok. Rồi. Nè, đó. Hên xui có. Đây, mở random coi gì đây. Trời ơi. UTR, ủa thấy quen quá ta. Như là ở trong Nguyễn Hóa phải không? Phải. Con đó là nằm ở đâu ta? Hay là bên này? Ồ, bên này UTR. Wow, con này ngon nè bồ ơi. Để từ từ tôi chụp lại tấm cái. Đó giờ chưa bao giờ mở ra được con này luôn. Đam mê. Đam mê với mấy con mà có cái đèn led đâu á. Trời ơi. Đây. Ok. Wow, mở ra được luôn lần đầu tiên. Ok, đó. Rồi, vậy là các bạn có thể vào chơi được rồi đó. Đơn giản không? Đó, chỉ cần cố gắng lên ải mấy cái level cao rồi đi đánh boss cao là lụm thôi à. Đó, nãy giờ là chắc nó cũng xong rồi nè. Ok, nó reset ra rồi mình đánh tiếp. Đó, lụm tiền. Đậu cái. Ok, trời ơi. Ok, lụm tiền. Thôi, được một rương nữa nè. Lụm gì đây? Gì vậy? Đây là hình như lại là bét hả? Nguyễn Hóa. À, hình như là con này. À, kỹ năng là gì đây? Ôi xấu thế. À, mở được rồi chưa? À, 8 giây nữa nó mới hồi sinh các bạn. Đó, thì các bạn cứ vô đây đánh. Thì boss càng cao thì đồ càng ngon thôi ha. Ok, rồi bye bye, chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Ok, bye bye, chào tạm biệt. Đó, để ta đánh xong cái trận này luôn cái đã. Trời ơi. Cứ vậy là lụm đó. Lụm được thêm một rương nữa. Ok không? Rồi, ôi, lại là một con này. Đi kiếm cây thần binh khó quá. Ok, rồi bye bye, chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Ok, bye bye.